hay bị đón ai vậy? Ủa? Ngân hả? Đâu là ai vậy? Hello. Trời ơi, ghê mà. Gì ghê vậy? Được không? Được. Được luôn. Sao ra sớm vậy? Có cô, gấp cô. Gấp ngay bên đây nè. Bằng lưng đúng không? Dạ. Gấp sáng, gấp tối. Đi ra tối thì sáng. Được rồi, được rồi. Thân quá. Ủa, chúng tủ hả? Chúng tủ rồi. Chúng tối. Chúng tủ ghê. Rồi, ok. Thôi. Yến đi không mang dao không? Ủa, sao kỳ vậy? Được không? Lấy cái dao, cái lưỡi dao này. Lấy cái cuốn thiệt nó quá à. Mất dao rồi. Mượn người bạn cũng được mà. Ủa sao em ra sớm vậy? Dạ em xong rồi. Xong rồi phải đợi người ta kêu tên chứ. Dạ không đâu. Dạ phòng em còn có hai đứa rồi. Ủa sao phòng em ra sớm quá vậy? Dạ em ra sớm lắm. Dạ, phòng 15 phút cuối ra cũng hết nữa. Em thấy phòng em thì sao? Phòng lễ sao? Tốt không? Kinh. Kinh là sao? Nó dễ gì, nó dễ như tượng cái gì như mà hình hả? Nó dễ tưởng nó nghĩ nó dễ hình chân dung mà em tưởng nó dễ cái gì á, cái gì tượng bạch mã nó tưởng em dễ chịu tượng. Thôi được rồi, căng vậy. Trong lớp em có ai trong phòng em có ai tiếng tốt không? Mấy đứa bên em á, tôi có một đứa sau lưng em nó dễ tụt bạch mã đi mà lùi luôn. Ok. Ê, có đứa nào bé xíu xíu gì không? Có, lại có đó thầy nói mà phải không? Cái là dễ gì đúng không? À đó thầy nói mà sẽ có đứa nó bé như vậy cho coi. Thì quá. Ơ giờ còn ngày mai nữa đúng không? Dạ ngày mai đứa màu nữa. Ơ hello Việt. Em hello Thư. Chào các bạn. Chào các bạn đó. Mình tham gia tiếp mùa thi kìa. Ờ tiếp mùa thi vui không? Quá vui luôn. Sao rồi? Ông cái. Em tưởng là góc sáng á thầy. Góc sáng hả? Thì góc tối luôn. Ờ ngon. Rồi, không biết thi thế nào thôi. Căng quá. Chưa bao giờ em đẹp như vậy luôn á. Chưa đẹp đẹp vậy hả? Từ từ để coi điểm rồi sao. Văn Anh đâu? Văn đi ra hỏi gì á. Đẹp lắm phải không? Bên này có cái thầy hiệu trưởng ở trong phòng em á, xong ba người nói chuyện với nhau xong chị bày em bảo là bài em đẹp nhất trong lớp. Nói gì hả? Ừ, nhiều khi ông thấy em xinh xinh, ông khen vậy thôi. Sao Vân Anh báo cáo Vân Anh. Hôm nay tự dưng em vẽ xong bài cô. Ngon vậy, hôm nay tự nhiên phải thất bại. Tại vì ôm điện thoại thôi cô. Hôm nay người ta không cho ôm điện thoại. Với lại Vân Duyên thấy bài em rồi, cô hỏi Duyên. Ủa? Hai em thi chung học nhau hả? Bốn mặt đúng, đúng chục nữa. Chắc có bạn kỹ không? Có vẻ không? Có thằng đúng không? Có mà thằng nào thằng đối lái xong bài đúng không? Sao có đó sao? Rõ không? Rõ, tại em đang ngay góc tối mà. Ok, đứng sáng rõ cái này không? Có nghe không? Đây góc bài em tô đậm. Đây. Nói chung là hai tuần trong sợ hãi bắt đầu. Anh bảo thôi trai đó con. Tập kim. Ghê vậy, ngon vậy. Cô à, anh mở phòng em á, gầy lòi xương như em mơ ước luôn. Trời ơi. Vậy. Dễ thương nó lắm, phòng duyên dễ thương. Gầy kinh khủng luôn đó cô, da mọc xương. Rồi, bé làm sao? À, có phải con bé mình quận 3 đúng không? Đúng rồi. Trách nhiệm này mình mỏng được nữa tôi. Ủa em bé góc nào? Em chính diện đi thầy. Cái gì nữa hả? Xui vậy. Nhân ôm á, cô ơi, nhân ôm bên nào. Ủa Dương Phương nè. Phía được không Phương? Dạ được. Được hả? Ngon vậy? Quá ngon. Mày lạnh ngắt vậy em? Đây lạnh dưới vậy? Đây mồ hôi lạnh dưới vậy? Quá ngon. Quá ngon hả? Để góc nào? Dạ 3/4 góc tối. Vậy hả? Nồi đón à? Dạ. Ủa nó bồ nữa thầy, trời ơi nó không có bồ rồi. Nồi đón hả? Nhìn đi với bạn về. Con nhắc kiểu cô. Em cố. Em cố xíu mà. Con em á. Sao rồi Thư? Thư ơi. Thầy ơi. Thư tôi vẽ góc sáng đó Thư. Ngân. Ủa? Trang cũng vẽ góc sáng đó cô. Trang không? Vẽ góc sáng hả? Không.
gì? Em vẽ góc gần chính diện. Gần góc chính diện hả? Rồi dạ. Sao? Em cũng chả biết được hay không. Gì ghê vậy em? Vẽ sáng tối rõ ràng thôi, gì đâu không được. Thì sáng tối rõ ràng á thầy, nhưng mà em cứ sợ em mắc cái lỗi là mấy cái đường ranh giới đây nè, em không có nhấn rõ, em cũng không dám chắc là em đã nhấn rõ chưa. Em nhấn xong cái em cứ sợ là em nhấn không rõ. Nói chung là luôn tức bẹt. Có lùi xa nhìn máu không? Khó lùi lắm thầy, tại phòng á, ngay cái chỗ của em là kể sang sát luôn, em chỉ lùi cái lưng đường bên em để nó xa được. Vậy hả? Em không người yên thế chứ. Mẫu em lắc lắc hả? À? Mẫu em phòng em mập hay ốm? Anh ốm thầy còn má cao lắm á. Em làm mẫu nè. Ủa có làm mẫu hả? Vậy hả? Thi vậy? Đâu thi đâu? Thi ơi! Thi ơi! Mình đi bộ về em bạn. Đâu nó đâu? Xong thấy. À đây nè, Thi đây nè. Sao rồi Thi? Thi được không? Chuẩn không? Chị tự tin như là tốt. À đây nè. Nhớ nhớ. Trang hả? Em biết chưa, chung lớp với em à. Học chung lớp với em hả? Được, 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 được. Trang à, hello em. Lâu quá mới gặp. Được mà. Tao mà cầm nó bị đuổi hả? Nhưng mà tao ra khỏi phòng nè. Hình như có bên anh gì đâu. Bên anh, Hoàng Anh. Hoàng Anh nó thi kiến thi này. Ủa không thi mới thật hả? Thi kiến chúng nó sợ chì quá. Sợ chì quá. Được mày vậy được không? Được. Tao tao thấy tao vẽ hình như tao đẹp. Nhìn đẹp trai hơn ông mẫu nữa. Đúng rồi, đẹp hơn mẫu. Mà rõ khối không? Đi vô. Đi vô. Đi vô. Đi nào. Đâu. Đó nè. Đâu phải đâu, phải học mình đâu. Phải cô. Mẫu. Đi mà phải đẹp mới là phải. Mà nó hay học mẫu. Cô nhanh kìa, nhanh kìa. Nhanh. Làm được không? Chơi từ từ. Đi. Chơi sao vậy? Làm được không? Khoảng 8. Ngon. Vậy tổng luôn. Thi đứng góc nào em? Dạ, em đứng góc 3 phần 4 góc tối à. Tối nhiều. Tối nhiều. À, trúng tủ rồi còn gì nữa. Hello. Được không? Được hả? Được thiệt không? Anh em đi ra kiếm Thanh cái nha. Ờ Thanh đứng ngay ngoài luôn á. Nó mà không được nữa thôi. Nó mà không được nữa thôi. Ai biết? Đâu? Kìa, cầu thang kìa. À, thấy rồi, thấy rồi. Thấy mặt ngủ vậy? Thấy phim đó à? Thấy phim, thấy nghe đồn mất dao gì? Cái đồn, nghe đồn quên mang dao hả? Đen vậy? Bắt cái tình hình đi. Góc tình chính gì? Ê, giống hư, giống hư. Nhưng mà sáng nhiều hơn một tí. Vậy ăn không có hư là tối nhiều không nha. Có đúng vậy. Hả? Cái gì vậy? Quay nãy hả? Quay nó Facebook chứ chi? Chụp hình, chụp hình. Chụp hình, chụp hình. Đi thi mặc đồ đỏ cho nó hên chứ mặc đồ đen hèn chi. Ok. Ủa chúng tủ hả? Lại đi. Chúng tủ. À, undercut, anh undercut. Ơi. Không, nó cạo hẳn luôn, ở đây là đầu đinh nha, đây là cạo. Vui vậy? Ngại ngùng ghê luôn vậy đó. Đi chụp hình chung không? Dạ. Dạ. Chụp hình chung không? Đi chụp nè. Ok, chụp hình chung đi. Để chờ, ơi, con Trang nó đi qua mua đồ rồi. Rồi, chụp hình chung đi. Vô, giờ vô được rồi đó. Giờ vô chụp hình nha. Đã hết rồi, đó. Rồi, vô, vô chụp hình đi. Yeah.